50 năm một chặng đường, hôm nay quý thầy cô trở về đây, được gặp lại những gương mặt thân quen của ngày xưa ấy, được sống lại những khoảnh khắc đầy tự hào bên đồng nghiệp thân thương một thời gắn bó. Giây phút lắng đọng này, xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Trần Hữu Doãn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Kỳ Tân, phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, đại diện cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã từng công tác, giảng dạy, làm việc tại trường Kỳ Tân, phát biểu cảm tưởng và tặng quà của Hội giáo chức tỉnh cho nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban cấp huyện, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy các cô, thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, hôm nay tôi rất xúc động về đây được gặp các thầy các cô đã từng công tác với chúng tôi, và đặc biệt là những bạn đồng nghiệp đã và đang làm nên một kỳ tấn anh hùng. Lời đầu tiên cho phép tôi xin chúc sức khỏe mọi người, chúc sự thành đạt của nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các thầy các cô, hôm nay bản thân tôi về đây thì có hai phần việc. Việc thứ nhất là chúng là cái đây mấy ngày thì đang ngồi làm việc thì bắt tiệp và có hỏi chú thứ bảy tuần này có đi đâu không, thì có nói là về Kỳ Tân, thì bắt tiệp nói thế thì chú sắp xếp để có cái quà thứ nhất là động viên khích lệ nhân đương những cái đơn vị tiến triển, đơn vị anh hùng. Cái thứ hai là trong tổ các thầy các cô về dự ngày hội của trường sẽ có những cái hội viên của chúng ta, cho nên hôm nay tôi xin thay mặt cho các đồng chí thường trực hội từ giờ kích dân có bỏ hoa tươi thắm để tặng nhà trường. Xin kính mời đồng chí hiệu trưởng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các thầy các cô, thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, phần thứ hai là riêng là phần phát biểu thì báo cáo với các thầy các cô là về phần chỉ phát biểu chỉ đạo thì các thầy các đồng chí lãnh đạo huyện về phòng sẽ phát biểu, còn thay mặt cho tất cả các thầy hệ nhà giáo thì cuối buổi thầy Hằng phải có cái phát biểu. Về phần tôi thì báo cáo với các thầy các cô và các bạn là thế này. Tôi về Kỳ Tân cũng mới đạt được cả cháu là 15 năm, gần 15 năm, cũng là một phần ba thời gian công tác của thông thường của buổi cán bộ công nhân viên chức điện lực. Nhưng mà điều rất vinh hạnh của tôi là được chứng kiến sự phát triển của nhà trường qua nhiều chặng đường, nhưng mà trong đó có hai cái chặng đường quan trọng. Thứ nhất là chặng đường của thời kỳ báo công, thứ hai là chặng đường của thời kỳ bắt đầu sự đổi mới. Nghĩa là toàn bộ cái chặng đường 10 năm của thời kỳ đổi mới và thời kỳ báo công thì tôi có được chứng kiến những cái hoạt động của nhà trường. Khi đi trên xe thì tôi có kể một vài câu chuyện, thầy Toàn có nói thầy kể những cái câu chuyện này nếu nhất như thế hệ này thì chắc chắn là người ta sẽ không biết những cái thế thì câu những cái mẫu chuyện như thế này. Thứ nhất là chúng tôi ở đây trẻ cũng như già, tối thứ bảy cả hội đồng văn nghệ thì báo cáo các đồng chí là đúng là bây giờ thì chưa chắc là đã có, hoặc là gà gáy cách ba chưa ngủ với đèn thức thương bọn bạn chập chờn đến mãi là cái báo cáo bạn đồng chí cũng là những cái việc khó khăn và rất minh chứng rất phong hồn
rồi những cái việc như là sinh hoạt câu lạc bộ trên địa bàn dân cư, tiếng kèn ban đêm, tiếng kèn ban đêm để nhắc nhở học sinh học tập, và những cái việc như vệ sinh làng đường làng ngõ xóm thứ bảy hàng tuần. Đây là những cái việc làm rất là in đậm để là khẳng định cái hoạt động của nhà trường. Kính thưa tất cả các thầy các cô, về sự lãnh đạo của Đảng, Kỳ Tân, rồi công tác xã hội hóa thì các thầy các cô và toàn thể chúng ta đã được biết và rạch nhắc nhiều. Nhưng tôi ấn tượng với nhà trường ba cái việc sau đây. Việc thứ nhất là cái phương châm đi lên của nhà trường, báo cáo với tất cả các thầy các cô và quý vị. Mỗi điển hình tiên tiến về giáo dục thì nó có một cái cách đi khác nhau. Bắc Lý có cách đi của Bắc Lý, Cẩm Bình có cách đi của Bình. Nhưng mà Kỳ Tân, thầy Hằng là người hiệu trưởng thiết kế một con đường đi rất chuẩn, tức là đi từ thì phong trào thể dục vệ tinh quân sự trường học. Và tôi vẫn nhớ cái thời ấy là trong văn phòng nhà trường có một cái câu khẩu hiệu mà tôi cho tất cả cái tấm tác mãi, đó là giáo dục phải bắt đầu bằng tình cảm và kết thúc bằng tình cảm. Và báo cáo anh chị là những cái phương châm ấy, nó tôi nghĩ rằng là nó mạnh nha mầm mỏng của những cái đợt hoạt động sau này của Bộ Giáo dục, là trường học thân thiện và sau này là trường học hạnh phúc. Thì như vậy có thể nói là Kỳ Tân chúng ta anh hùng cũng xứng đáng, bởi vì chúng ta đã đi trước và bước đi của chúng ta rất là vững chắc. Cái điều tôi ấn tượng thứ hai về Kỳ Tân, báo cáo với các thầy các cô và các bạn đồng nghiệp, đó là vai trò lãnh đạo của chỉ đạo của phòng giáo dục, thầy trực trưởng phòng, thầy Minh phó trưởng phòng rồi lên trưởng phòng, và sau này là thầy Quốc Anh và thầy Quân. Đặc biệt chúng ta rất vinh dự và rất thân thiện là thầy Đinh Thị Quân là hiệu phó của nhà trường, nay là trưởng phòng, và đã có những cái chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong quá trình phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là vai trò của phòng giáo dục và đặc biệt là các thầy các cô, ngoài các thầy các cô trưởng phòng thì các đồng chí cán bộ chuyên viên phòng giáo dục cũng rất nhiệt tình, coi Kỳ Tân là một cái địa chỉ đáng tin cậy để phòng gửi gắm như anh Dạ, anh Thiều vân vân, các đồng chí cũng là rất gắn bó với trường. Cái thứ ba mà tôi cho rằng là đây là nhân tố quyết định của mọi sự thành công của nhà trường, đó là vai trò của đội ngũ thầy giáo. Báo cáo với tất cả các thầy các cô là kể ra mới nói thì chúng tôi là những người may mắn là được gặt hái những cái thành tích, những giải nhiều, nhưng mà thực ra tôi vẫn cứ phân vân và tiếc là cơ chế chính sách rồi là cả cái chủ trương nên còn cái tấn còn như rất và rất nhiều là thầy cô giáo là sự danh về những cái danh hiệu cao quý của ngành. Và báo cáo với tất cả các chị thế này, trong các cái diễn đàn hay các cái nhà quản lý thì thường nói Kỳ Tân là trường đào tạo cán bộ quản lý cho ngành. Cái này cũng hoàn toàn đúng. Nhiều giáo viên Kỳ Tân ra đi đã trưởng thành và đã phát huy được và vai trò, và mỗi giáo viên Kỳ Tân ra đi mang thêm một cái nền nếp và một phong cách làm việc của Kỳ Tân chặt chẽ, khoa học, nhiệt tình. Báo cáo với tất cả các thầy các cô, tôi nghĩ rằng là đội ngũ giáo viên Kỳ Tân đúng thật quá tuyệt vời, và không những thế hệ sau này mà những cái thế hệ thầy trước, báo cáo anh chị thầy là tuyệt vời. Tức là ví dụ như là thầy Bảo, thơ thầy Nhật, rồi là thầy Huỳnh, thầy Hán, là cả thầy thế hệ trước, là bây giờ có những cái tiếp theo dạng. Tôi báo cáo cả thầy cả cô là đúng là ghi ấm ghi để lại cho bọn trong môn thầy học sinh. Cho nên Kỳ
khi nhận được cái giấy mời của nhà trường về cái việc dự thi kỷ niệm này, tôi cũng báo cáo với cả thầy cả cô, có một số lần nhà trường tổ chức các hoạt động nhưng mà cũng không tham dự được. Thế có tôi cho đó là một cái lỗi của bản thân đối với nhà trường, nơi đã đào tạo và nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Và hôm nay nói thực ra là cũng rất cùng có cái bằng gì đó, nhưng mà tôi phải cố gắng là có nói với nhà trường là cố gắng phát triển về, thì thứ nhất là anh em gặp cho vui, thứ hai là cùng chứng kiến, có thể kể một số công việc để chứng kiến những cái hoạt động của nhà trường trong thời kỳ trước đây, mà nói thực ra là trước đây những cái thời kỳ rất khó khăn và rất giá khổ. Cùng vì cái mục tiêu ấy cho nên là trong cái suy nghĩ của nhà trường là muốn thành lập một cái hội cựu giáo viên của Kỳ Tân. Thì chúng tôi xin có đề xuất với nhà trường là chúng ta không những thành lập cái cựu giáo chức là những người đã nghỉ hưu, nhưng mà thành lập luôn là hội những người giáo viên công tác ở Kỳ Tân nay chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Như vậy đã thành lập thì nên thành lập cái câu lạc bộ là cựu nhà giáo Kỳ Tân, để có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người đã nghỉ hưu, nhóm thứ hai là những người đang công tác thuộc các lĩnh vực khác, chẳng hạn như anh Dũng hôm nay là được là giáo viên Kỳ Tân, nay là về phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tân Long, hoặc là đang có thời gian công tác rất lâu dài, hoặc là như anh Quân là trưởng phòng giáo dục, hôm nay cũng là đang có một cái thời gian công tác rất dài, và nhiều giáo viên, nhiều đồng chí trong trường. Cho nên là tôi xin là đề nhà trường là đề nghị thì thành lập gọi là câu lạc bộ cựu nhà giáo Kỳ Tân. Thì cựu nhà giáo Kỳ Tân thì bao gồm là giáo viên đã nghỉ hưu, nhà giáo nghỉ hưu, và đồng thời là nhà giáo chuyển sang làm việc khác. Mà nếu với thành lập một cái hội như vậy, câu lạc bộ như vậy, thì sẽ có nhiều cái điều kiện để giúp đỡ nhà trường trong cái việc là thành kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Thì tiêu tốt chỉ của câu lạc bộ này thì là để là thứ nhất là kết nối cái thông tin, và tuyệt là cung cấp những cái thông tin rất quan trọng cho nhà trường, đặc biệt nhà trường mà thế hệ trước đã làm nhưng thế hệ sau là chưa không còn lưu giữ được, không phải là thì cái đài này là cũng là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp nhà trường để là kết nối các cái thế hệ nhà giáo. Cái thứ ba là cũng có cái điều kiện để giúp đỡ nhà trường trong các cái hoạt động, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tôi cũng có trao đổi với thầy Hằng, thì mời thầy là hiệu trưởng người thiết kế Kỳ Tân làm chủ tịch không lạc lạc bộ. Là thầy đi lúc đầu là thầy tên mình trong đi 82 tuổi rồi, nhưng mà nơi này thì như thầy là người anh cả của nhà trường, và đồng thời là cả cái thế hệ giáo viên từng làm việc với thầy là có những cái điều kiện là để thầy có cái thể tập hợp. Vì vậy cho nên là tôi xin đề nghị như vậy. Còn cái việc câu lạc bộ này thì nó khác với các cái hội cựu giáo chức. Hội cựu giáo chức thì là một trong hai các cái cấp của hội giáo chức Việt Nam được nhà nước ban hành quy chế, thì có khu lễ thì còn hội về câu lạc bộ của chúng ta là không khu thì hội phí. Còn anh em có gì mà đóng góp về vật chất, về tinh thần, có điều kiện thì đóng góp cho câu lạc bộ, đóng góp cho câu lạc bộ cũng là đóng góp cho nhà trường. Hôm nay tôi về dự cái buổi gặp mặt thân mặt này, một lần nữa xin cảm ơn các thầy, các cô
các thầy hệ đi trước đã dìu dắt giúp đỡ chúng tôi thực hành. Cảm ơn các thầy, các cô, các bạn đồng nghiệp. Chúc mọi người sức khỏe, hẹn gặp nhau trong những thời gian sắp tới. Xin cảm ơn.